Bác sĩ đặc biệt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được gia đình sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi em một cái căn nhà vườn anh chị. Hiện tại là cô chú đang ở luôn anh chị ha. Đó thì cũng đang gặp khó khăn về kinh tế nè, làm ăn thì không được nè, nên kẹt tiền mới bán. Đó cái nhà tâm huyết của gia chủ anh chị ha. Với ngang mặt tiền đường xe máy này anh chị là 35, chiều sâu là 38 nha. Còn bên trái mình chiều sâu là 35. Đó, hai chiều sâu khác nhau. Mà được cái là cái này là đất này anh chị thì đất sổ đỏ anh chị ha. Đó mua đo đạt lại ra bản vẽ mới ra công chứng. Đó nên rất yên tâm về ranh giới và giấy tờ pháp lý nha. Hiện tại thì xung quanh cái nhà vườn mình đã có hàng rào hết anh chị. Đó thì có thổ cư là 100 mét vuông đó anh chị. Rất là tuyệt vời anh chị ha. Mà cách đường tỉnh lộ 864 rất là gần. Đó, trước màn hình mình đó anh chị ha, đi ra 100 mét là tới rồi. Đó là ra đó thì bên trái nữa là có cái chợ Tâm Bình. Ở đó có trường học, ủy ban, trạm y tế. Đó, phải 200 mét nữa là tổng cộng từ căn nhà vườn mình á đi ra tiện ích chỉ có là 300 mét thôi. Một vị trí rất là thuận lợi. Đó, rất là đẹp luôn. Nhưng mà có một cái khuyết điểm thôi là đường xe máy thôi anh chị nha. Nằm vị trí đây là hướng Tây nha anh chị. Địa chỉ căn nhà vườn mình ở đây là ấp Bình Chánh Tây, xã Tâm Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cái mặt trước màn hình mình là 35 anh chị ha. Còn đây là mặt tiền thứ hai, đó, hai mặt tiền rất là thoáng chị không? Mặt tiền này là cũng đường xe máy luôn, đó, ranh giới mà từ vị trí anh chị ha, gà heo gào bên tay trước bên tay anh chị nè, đó. Ở xung quanh thì cũng có một số sầu riêng, rồi chanh nè, rồi ổi nè, và trước sân mình có một số cây mai vàng rất là to nữa chị, rất là đẹp luôn. Đó, cái này là mình mua về là mình dọn vô ở liền anh chị, tại cái nhà rất là mới. Rất là to, rất là thoáng luôn. Và đang có quyền lợi trên cái vườn cây trái của mình luôn. Đó, về là hướng quyền lợi liền. Sầu riêng thì trồng được khoảng là 2 năm rưỡi anh chị. Còn nhỏ nha anh chị. Còn ổi, chanh thì một số cây trái khác hiện tại đang cho trái nha. Đây. Đó, đây cây mai vàng cho rất là đẹp. Có 3 bốn cây mai luôn anh chị. Ở trước, ở bên trái và phía sau đã có hàng rào ranh giới rồi anh chị ha. Còn ở bên tay phải mà nó là chưa kéo nha. Đây, đây là không gian rộng căn nhà vườn của mình nè, chị thấy không? Wow, rất là thoáng luôn chị. Rồi, để em chỉ cái ranh bên tay phải luôn rồi em sẽ đi vô bên trong nha anh chị. Ồ, có một số tôm mít nè, to bằng luôn chị. Gia chủ mới hái hai trái, còn một số trái nè. Xung quanh cái căn nhà vườn mình thì gắn hệ thống bếp quay tự động hết anh chị ha. Cái này là mua về là không cần mình gắn ống thun hay là mình gắn bếp quay nữa chị, tại gia chủ đã làm sẵn cho mình hết rồi. Đó, mặt tiền cực khủng luôn. À, rộng này anh chị có thể mình mua đầu tư sinh lời rất là cao nha. Thì căn nhà vườn mình có 100 mét vuông thổ cư rồi anh chị, thì mình lên thổ cư thêm, mình cắt ra đó, để mình phân nền mình bán anh chị ha. Tại chiều sâu này cũng vừa phải, mình phân nền rất là phù hợp luôn nha anh chị. Đây tới ganh bên tay trái nè chị, có trụ nè. Đây quay sâu sâu bên trong chị thấy nó không? Mình kéo gào bên tay trái đoạn này anh chị ha. Xin lỗi này bên tay phải đó, sâu bên trong. Còn cái này là kế bên vườn của người ta anh chị ha. Đó, còn đường này đi ra tỉnh lộ 864 nè. Đó này em nói là 100 mét đầu lại rất là gần. Rồi để em quay lại cái mặt tiền 35 mét một lần nữa mình xem nha. Đây đối diện căn nhà mình cũng có một căn nhà vườn chưa tô, rất là to, rất là lớn luôn, thấy không? Đường này đường công cộng, đường thông anh chị ha. Đó, mà có cái tiếc cái đường xe máy thôi. Với hai mặt tiền rất là thoáng luôn. Đây là mặt tiền đây 35 mét vậy không? Cực kỳ rộng luôn. Rồi không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa, em sẽ đi vô bên trong căn nhà vườn để mình tham quan từng chi tiết nha. Và nhớ xem hết video của em nha, để mình nắm được cái thông tin chính xác căn nhà vườn để mình về đây mình ở an cư lập nghiệp nha anh chị. Giá thì chỉ có là 1 tỷ 700 triệu thôi chị. Giá này chủ còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Đó, một căn nhà rất là lớn mà rất là đẹp, đã ốp gạch lót nền, đóng lọc phong hết đây, mà có thổ cư sẵn nữa, 100 mét vuông đó chị ha. Đây trước sân mình gia chủ trồng một số cây mai vàng rất là to chị thấy không? Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đó, về đây cô chú lớn tuổi nè, ở Sài Gòn ngập ngạt quá thì về đây mình có thể mình nghỉ dưỡng đó. Thì rất là thông thoáng, rất là mát mẻ đó, không khí trong lành. Đó, xung quanh thì đã có hệ thống đầy đủ hết cho mình rồi. Trước sân thì cũng vừa phải thôi.
Đó thì cũng đổ bê tông hết rồi. Cái nền nhà thì làm rất là cao, tại vì gia chủ đang ở chị, làm cái nền móng rất là tốt và nhà cũng xây rất là kiên cố nha. Ở trên thì gia chủ cũng thiết kế máy tiền chế bên tay phải và ở trước rất là cao, rất là thông thoáng luôn. Và có một số chậu hoa lan của chủ ha. Ở trước đây thì gia chủ cũng ốp mấy cột nhà nè, rồi cũng ốp gạch lên tới trần luôn chị ha. Còn gỗ á, thì cửa phòng khách á, đây thì cửa gỗ đỏ chị ha, rất là tốt nha chị. Bên trong phòng khách này chưa, wow, cực kỳ rộng anh chị ơi. Hai bên cửa sổ rất là lớn, rất là thoáng, lấy ánh sáng vô, lấy gió trời vô, rất là thông thoáng cái không gian căn nhà của mình nha chị. Cũng ốp gạch cao là 2m2 luôn, rất là cao nha chị. Đây một hồ nuôi cá kiển ha, của gia chủ cũng rất là thú vị ha. Rất là nhiều loại cá luôn chị, chạy tung tăng luôn nè. Chị về thích mình mua thêm một số cá kiển mình thích mình để vô nữa chị nha. Đây có lối ra phía sau nhà cho khoảng là mét 7 mét 8 á chị, không gian đi rất là thoáng luôn chị ơi. Đó, không có ngột ngạt gì hết. Đây là phòng thứ nhất nè. Đó, phòng thì mỗi phòng ngủ đều có không gian cửa sổ rất là rộng nha. Ở đây thì gia chủ không có nằm giường nằm nệm anh chị ha. Cái này ở trên đó, có gắn máy quạt ha. Được là hai phòng ngủ, một phòng khách, một cái không gian bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh nha anh chị, rất là rộng rãi luôn nha. Đây là phòng thứ hai. Đó, bên trong nhà thì gia chủ đang ở chị, nên cái đồ đạc nè trong nhà hơi bề bộn, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha, tại em quay rất là kỹ từng chi tiết luôn để em thấy rõ cái căn nhà vuông để mình mua anh chị ha. Đó, phòng này thì có gắn máy lạnh, có gắn quạt luôn. Còn đây là kế tiếp bên tay phải mình, đây là một cái không gian cực kỳ rộng của bếp nấu ăn của chị nội trợ nè chị. Đây mình để cái bàn tròn bàn dài đây rất là thoải mái luôn nha, tại rất là rộng luôn nha anh chị. Đó, có đầy đủ kệ bằng inox để chén bát và tủ lạnh đầy đủ hết nha. Dưới thì cũng có một cái hộp để nồi ơi dưới cho nó gọn gàng chị ha. Đó. Quay từng giai đoạn, đây là cái labo đánh răng rửa mặt, rồi đây là máy giặt. Đó. Còn kế bên máy giặt đây là nhà tắm nhà vệ sinh thì rất là hợp lý rồi. Đó, bên trong thì rất là rộng. À, cũng có sổ bên trong nữa nè. Đây. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi ra cái không gian chỗ mà vườn cây trái và cái ranh giới cuối cùng luôn nha anh chị. Đây cái lối lên trước là chị thấy không, rất là thoáng. Ở bên hông bên tay phải gia chủ thiết kế máy điện chế rất là rộng luôn, nó có bàn đá ngồi uống trà đây buổi chiều, còn có một số dụng cụ để đồ đạc ở đây. Đó. Rất là nhiều dụng cụ để đây. Cả xíu sau đây cũng có một cái bếp nấu ăn nữa, nhưng mà thiết kế nhỏ thôi. Đó. Vừa phải thôi, chị thấy không? Và kế bên đây nó có một cái sàn nước để rửa chén bát của chị và cái lu nước nè. Ở khu vực này. Ở đây là phía sau cái không gian căn nhà mình anh chị. Đây. Đó, trồng sầu riêng chị thấy không? Rất là nhiều. Sầu riêng này thì có hai loại là ghi mỏng thon và ghi sáo anh chị ha. Hai loại lần đó. Mương thì thiết kế cũng nhỏ vừa phải 1m2 thôi, còn cái mô sầu riêng cao nè, rồi liếp thì rất là lớn nè, rất là phù hợp luôn chị, em thấy là thiết kế đúng luôn chị ha. Đó. Nguồn nước thì gắn ống thun đầy đủ hết nè, chứ không xả ra nè. Chanh thì cũng trái thì to bằng luôn chị. Đây chanh đây nè chị, quay cho chị xem. Chanh đang cho trái, rồi ổi đang cho trái ha, rồi mía ha, rồi còn có sầu riêng là nhỏ là chưa cho trái nha. Sầu riêng ít nhất là phải là 4 năm rưỡi 5 năm mới xử lý có cho trái chị ha, tại vì mình để sớm quá thì không được chị. Xung quanh thì có gắn hệ thống bít quay hết rồi. Đây một cây là được 4 vết quay luôn. Đây là cái máy tưa nằm ở đây chị ha. Rồi đây là ranh giới cuối cùng của mình là anh chị, có cái hàng rào cao là 2m anh chị ha. Đó, đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà vườn của mình.
trên căn nhà vườn mình này không màu mã, không có vướng dây điện câu thế gì hết nha anh chị. Em thấy thì căn nhà vườn mình rất là thoáng á, được hai mặt tiền nha anh chị. Đó, chanh nè, trái đầm đầm luôn. Đó, đây là mặt tiền thứ hai, chiều sâu bên trái nè, nãy em quay cho anh chị xem á. Em quay lại cho anh chị thấy rõ nè, thấy không? Cái này về mình chọn cỏ nó là ok rồi chị ơi. Đó, đây là ổi, cây trái rất sung. Rồi để đem tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 1.700.000.000 nha. Cái nhà vườn mình có thổ cư sẵn rồi là 100 m². Đó, cách đường tỉnh lộ 864 chỉ có 100 m đầu lại, rất là gần. Còn cách chợ Tâm Bình, trường học, ủy ban, trạm y tế là 300 m nha. Quý khách hàng cũng đừng quên một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giống hình để tương tác với em, để mới có động lực quay những video mới tìm đất, ngoài nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.